Quý vị đang theo dõi kiến thức Hoa Kỳ và Thế giới trên kênh BTV Epoch Times. Trong bản tin ngày hôm nay, xin gửi đến quý vị và các bạn nội dung chính sau. Mật vụ đã nói dối chúng ta về vụ bê bối cocaine ở Tòa Bạch Ốc. Tổng thống Trump vẫn là người dẫn đầu, người ủng hộ giải thích việc quay lưng lại với DeSantis. Donald Trump nói về sự ra đi của Marianne Trump-Barry, người chị vĩ đại bị tấn công không thương tiếc sau khi tôi tranh cử tổng thống. Tòa Bạch Ốc xác nhận những kẻ khủng bố Hamas sử dụng bệnh viện lớn nhất Gaza làm căn cứ hoạt động. Và sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, Jesse Waters đang khám phá một câu chuyện rối ren và đầy những chi tiết đáng nghi về nơi mà sở mật vụ cho biết cocaine đã được phát hiện tại Tòa Bạch Ốc. Trong buổi trao đổi trên Jesse Waters Prime Time, ông ta không giấu giếm sự ngạc nhiên và nghi ngờ của mình đối với những thông tin mà cơ quan mật vụ đã cung cấp. Jesse Waster bắt đầu bằng cách chỉ trích sở mật vụ về sự thiếu chắc chắn trong lời tuyên bố của họ. Ông tuyên bố rằng sở mật vụ đã đưa ra thông tin sai lệch về địa điểm phát hiện cocaine và điều này làm cho ông tỏ ra hoài nghi. Ông nêu rõ rằng khi một số liệu ban đầu đặt cocaine trong thư viện, thì sau đó sở mật vụ đã thay đổi câu chuyện và nói rằng nó thực sự ở một khu vực đông người. Jesse Waster bày tỏ sự ngạc nhiên của mình trước việc sở mật vụ nhầm lẫn giữa thư viện và phòng tình huống, nhấn mạnh sự không thể tin được khi họ mô tả một khu vực có rất nhiều người qua lại nhưng vẫn gọi là điểm mù. Ông đã sử dụng sự hài hước khi nói về việc nhầm thư viện với nơi có khối đặc biệt và đặt ra câu hỏi làm thế nào bạn nhầm thư viện với phòng tình huống và phòng tình huống với các sở thích. Một trong những điểm đáng chú ý nhất của cuộc thảo luận là khi Jesse Waster bắt đầu đề cập đến tài liệu mà ông cho là từ sở mật vụ. Ông lưu ý rằng, mặc dù có tài liệu, nhưng sở mật vụ đã biên tập lại thông tin về nơi cocaine được tìm thấy lần đầu tiên. Ông đặt câu hỏi, nếu cocaine thực sự ở trong ngăn tủ và họ chụp ảnh nó, tại sao lại có sự biên tập lại đó? Jesse Waster đặt ra nhiều câu hỏi và bày tỏ sự không hài lòng với sự mâu thuẫn và không minh bạch từ phía sở mật vụ. Quý vị thân mến, Don Tapia, người ủng hộ chính trị của Tổng thống Trump và nguyên đại sứ Hoa Kỳ tại Jamaica, đã tuyên bố một cách rõ ràng rằng sự trung thành của ông vẫn là với Donald Trump, chứ không phải với thống đốc Ron DeSantis. Ông giải thích lý do mà một số nhà tài trợ lớn khác đã bị từ chối do chính sách này, trong bối cảnh thống đốc Florida chuẩn bị tham gia cuộc bầu cử tổng thống sau hơn 5 tháng. Vào tháng 2, Politico đưa tin về việc Tapia, một trong những người được mô tả là kẻ đào tẩu từ Trump sang DeSantis, đã chuyển gần 50.000 đô la để hỗ trợ chiến dịch tái tranh cử của DeSantis và tổ chức sự kiện gây quỹ của ông. Mặc dù Politico thông tin rằng Tapia cho biết ông sẽ ủng hộ DeSantis nếu ông này tranh cử vào năm 2024 nhưng ông đã lưu ý rằng ông chưa bao giờ chính thức tán thành desantis và vẫn hoàn toàn ủng hộ trump như ông đã làm trước đây bằng cách đóng góp lớn vào các chiến dịch của tổng thống trump tapia đã chia sẻ qua messenger rằng sẽ có nhiều người lớn khác đến ủng hộ trump trong cuộc bầu cử sơ bộ và ông tin rằng tổng thống trump vẫn giữ vững vị thế dẫn đầu ông đồng thời chỉ ra rằng desantis không đủ sẵn sàng để đối mặt với những thách thức hiện tại và nhấn mạnh rằng tình hình thế giới đã thay đổi Trước hội nghị, nhà tài trợ của DeSantis tại Palm Beach, Tapia lưu ý rằng ông không bao giờ chính thức ủng hộ thống đốc mặc dù có thông tin truyền thông khác nhau và ông dự định chia một tấm xét nửa triệu đến một triệu cho siêu PIC Maga -ins của Trump để thể hiện lòng trung thành của mình. Tapia không phải là nhà tài trợ lớn duy nhất ủng hộ Tổng thống Trump. Như Prey Park News đã đưa tin vào tuần trước, nhà tài trợ lớn của đảng Cộng hòa Robert Bigelow Người giữ vị thế là nhà tài trợ cá nhân lớn nhất hỗ trợ chiến dịch tranh cử tổng thống của DeSantis, hiện được xác định đã ủng hộ tổng thống Trump. Ông nói: "Tôi ủng hộ Trump. Hiện tại, tôi quyết tâm tạm thời đứng bên lề để xem những vụ truy tố này diễn ra như thế nào. Tôi phải chắc chắn rằng tổng thống Trump không ở vị trí mà công tố có thể đưa ông vào tù. Tổng thống Trump phải tránh xa nhà tù. Bạn không thể điều hành nước Mỹ khỏi nhà tù." Ông nói với Reuters, bày tỏ niềm tin rằng việc nhắm vào Trump có bản chất chính trị. Việc quay trở lại ủng hộ với Tổng thống Trump đã diễn ra từ lâu vì xu hướng này phần lớn đã bắt đầu vào mùa hè. Trước đó, nhà tài trợ lớn của đảng Cộng hòa Ken Griffin cũng đang xem xét lại sự ủng hộ của mình dành cho DeSantis sau khi tuyên bố trước đó đất nước của chúng ta sẽ được phục vụ tốt bởi ông ấy với tư cách là Tổng thống. Vài tháng trước khi DeSantis phát động chiến dịch của mình, Griffin là một trong số các nhà tài trợ đã ủng hộ các chiến dịch tranh cử thống đốc của DeSantis, nhưng lại ngại đóng góp cho chiến dịch tranh cử tổng thống của ông ta. Cựu chủ tịch Marvel, Ike Bermotter, người đã cùng vợ quyên góp hơn 2 triệu đô cho chiến dịch tái tranh cử thống đốc của DeSantis, đang lên kế hoạch hỗ trợ nỗ lực tranh cử vào tòa bạch ốc lần thứ ba của tổng thống Trump với một khoản đóng góp có ý nghĩa, CNBC đưa tin. Tỷ phú Ronald Lauder, người đã quyên góp hơn 200.000 đô la cho các chiến dịch tranh cử thống đốc của DeSantis, hiện đang xem xét chuyển hỗ trợ tài chính của mình cho thượng nghị sĩ Tim Scott, đảng Cộng hòa, Politico đưa tin. Những tin đồn này đã thúc đẩy chiến dịch DeSantis công bố một bản ghi nhớ bí mật, cuối cùng đã bị rò rỉ nhằm trấn an các nhà tài trợ vào tháng 7. Tuy nhiên, chiến lược của ông tập trung vào các bang bầu cử sơ bộ sớm hơn là các bang siêu thứ ba, đã không thành hiện thực trong các cuộc thăm dò khi ông kém Tổng thống Trump hai con số và thậm chí còn kém Nikki Haley ở các bang như Nam Carolina và New Hampshire. Thưa quý vị, Tổng thống Donald Trump hôm thứ Ba đã công khai phát biểu về sự ra đi của Marianne Trump Barry, suy ngẫm về cuộc đời của bà và ca ngợi bà là một người chị tuyệt vời, người sẽ thực sự được nhớ đến. Chị gái của Trump, Marianne Trump Barry, qua đời ở tuổi 86 hôm thứ Hai. Bà được tìm thấy trong tình trạng bất tỉnh tại ngôi nhà ở Manhattan vào sáng sớm và một cuộc điều tra đang được tiến hành về cái chết của bà. Trump nói về chị gái của mình một ngày sau khi bà được phát hiện qua đời. Chị gái lớn của tôi, Marianne, đã qua đời hôm qua ở tuổi 86, một người phụ nữ thực sự xinh đẹp, cao ráo và thanh lịch. Với vẻ ngoài không giống ai, bà cũng là một sinh viên trí tuệ và thẩm phán xuất sắc phụ trách tòa án Hoa Kỳ kháng cáo cho khu vực thứ ba ngay bên dưới tòa án tối cao Hoa Kỳ. Trump lưu ý rằng cuộc sống chị gái của ông trở nên khó khăn hơn sau khi ông đưa ra quyết định thay đổi cuộc đời là tranh cử tổng thống. Cuộc sống của bà ấy phần lớn không có vấn đề gì hoàn hảo cho đến khi tôi làm khó bà ấy khi quyết định tranh cử tổng thống. Tin tức giả và những người khác đã truy đuổi bà ấy một cách không thương tiếc vì thực tế bà cảm thấy việc bảo vệ bản thân là không phù hợp do vị trí của bà ấy nên nó không bao giờ dừng lại. Ông tiếp tục, mặc dù cứng rắn và mạnh mẽ, nhưng bà ấy đã phải chịu đựng những năm tháng đó từ năm 2016 cho đến khi nghỉ hưu. Tôi sẽ không bao giờ quên nhiều lần mọi người đến gặp tôi và nói, chị gái ông là người thông minh nhất trên đời. Tôi luôn lấy làm vinh dự vì điều đó, nhưng hiểu chính xác ý họ, họ nói đúng. Ông đã kêu lên ca ngợi chị gái mình là một thẩm phán vĩ đại và một người chị tuyệt vời. Thật vậy, Trump Barry đã phục vụ tại Tòa án quận liên bang ở New Jersey sau khi được Ronald Reagan bổ nhiệm và tiếp tục phục vụ tại Tòa phúc thẩm thứ ba, làm việc ở tuổi 80 và nghỉ hưu vào năm 2019. Donald Trump Jr. cho biết hôm thứ hai về sự qua đời của chị mình. Khi tôi đến đây sáng nay, tôi được biết chị tôi đã qua đời. Tôi rất thân với cháu trai của bà ấy. Chúng tôi thường xuyên đi chơi với nhau và vì vậy rõ ràng đây là một ngày khó khăn đối với điều đó. Thưa quý vị, Tòa Bạch Ốc hôm thứ Ba xác nhận rằng những kẻ khủng bố Hamas đang sử dụng bệnh viện lớn nhất Gaza, al -Sifa, và các đường hầm bên dưới bệnh viện này làm căn cứ cho các hoạt động quân sự và bắt giữ con tin. Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia John Kirby đã đưa ra xác nhận này trong một cuộc họp báo trên chiếc Air Force One ủng hộ những gì quân đội Israel đã nói trong nhiều tuần khi lực lượng phòng vệ Israel, IDF, tiếp tục hoạt động trên bộ ở giải Gaza. Kirby nói, Tôi có thể xác nhận với bạn rằng chúng tôi có thông tin Hamas và Thánh chiến Hồi giáo Palestine đã sử dụng một số bệnh viện ở giải Gaza, bao gồm cả Al-Shifa và các đường hầm bên dưới chúng để che giấu và hỗ trợ các hoạt động quân sự của họ, cũng như bắt giữ con tin. Ông nói thêm, Hamas và các thành viên Jihad Hồi giáo Palestine vận hành một nút chỉ huy và kiểm soát từ Al-Shifa ở thành phố Gaza Họ đã cất giữ vũ khí ở đó và họ sẵn sàng đáp trả một hoạt động quân sự của Israel chống lại cơ sở đó. Kirby nhấn mạnh rằng chính quyền Biden không ủng hộ việc tấn công một bệnh viện từ trên không và họ cũng không muốn thấy dân thường đang tìm cách điều trị vướng vào cuộc đòi súng trong cơ sở. Ông lập luận rằng quân đội Israel có thêm gánh nặng trong việc bảo vệ dân thường vì Hamas đã hòa nhập vào cộng đồng người Palestine. Kirby nói như chúng tôi đã nói rõ nhiều lần, các hành động của Hamas không làm giảm bớt trách nhiệm của Israel trong việc bảo vệ dân thường ở Gaza, và đây rõ ràng là điều mà chúng tôi sẽ tiếp tục tích cực đối thoại với những người đồng cấp của mình. Khi được phóng viên hỏi Mỹ đã lấy thông tin tình báo từ đâu để hỗ trợ cho xác nhận của ông, Kirby cho biết thông tin đó đến từ nhiều nguồn thông tin tình báo khác nhau, nhưng ông sẽ không cung cấp thêm dữ liệu để bảo vệ các nguồn và phương pháp. Ông nói thêm rằng việc Hamas sử dụng bệnh viện đã cấu thành tội ác chiến tranh và nhắc lại lập trường của chính quyền rằng họ không ủng hộ lệnh ngừng bắn trong chiến tranh. Đoạn video do IDF công bố trong tuần này dường như cho thấy Hamas thực sự đã sử dụng hệ thống đường hầm kết nối với các bệnh viện để hoạt động. Điều này ủng hộ lập luận của một số chuyên gia rằng bệnh viện Ansifa có thể là trở ngại lớn tiếp theo đối với hoạt động của Israel. Một số chuyên gia quân sự được Fox News Digital phỏng vấn gần đây đều nhất trí rằng khó có khả năng israel sẽ thực hiện một cuộc không kích toàn diện vào bệnh viện nhưng tất cả đều cho biết họ tin rằng đây sẽ là một trận chiến đẫm máu